Yeah, I got tattooed. It's there, man. Woo. Eat it. That one smoked over here. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mấy anh em mình sẽ chạy xuống tiểu bang North Carolina để đi săn con cá bà lão. Loại cá này rất là hiếm, trong năm chỉ có 1-2 tháng là mình câu được nó thôi. Mà năm vừa rồi là mình không câu được một con cá nào hết. Nên lần này đi là không có cá là không có về nha các bạn. Trước tiên hết thì mình xin cảm ơn hai ông bạn Lenny và Phú đã quay những cái đoạn rất là hay và đã cho phép mình chia sẻ những cái hình ảnh đẹp đó với các bạn. Nguyên một buổi sáng, cá cam, cá nhồng, cá hồng, cá gì cũng có hết, nhưng mà con cá bà lão thì tìm không có ra. Mình đã đổi chỗ câu mấy lần và mấy anh em cũng đã thay phiên nhau đánh giết nhanh giết chậm, các kỹ thuật khác nhau nhưng mà cũng không ra một con nào hết. Gần trưa rồi thì tàu quay trở lại cái chỗ câu đầu tiên hồi sáng và kết quả ra sao thì mời các bạn xem nha. Bùng, vỗ hàng. Các bạn có thấy cần thử lông ở dưới kia cũng đã vô cá nữa. Vậy là ba cần ba con luôn. Vô nữa, vậy là bốn cần bốn con luôn. Cái này chắc chắn là trúng ổ nó rồi. Quá là phê đi à. Bù lại cho năm vừa rồi mình không câu được một con nào hết. Phú hôm nay dùng cái combo quen thuộc của ổng ha. Cái cần là của Black Hole và cái máy là Shimano Ocean Jig. Hôm nay mỗi lần mà kéo cá lên là thấy một đám cá nhồng nó đi theo không ạ?
có nhiều chuyến mình đi năm vừa rồi á, mình dùng cái JP trắng ha, mà cứ bị mấy con cá nhồng này nó cầm đứt hoài à. Mà mỗi lần bị cắn đứt á, là đứt ở dây PE chứ không phải là dây leader nữa. Từ ngày mà mình đổi qua dây nhiều màu á, thì không có bị đứt nữa, ngộ thiệt. Wow, năm nay mấy con cá này bự dễ sợ. Mấy năm trước á, bình thường mấy con cá mình câu là trên dưới 10 kg, mà hôm nay mấy con này là từ 15 đến 20 kg không à, dễ sợ thiệt. Hôm nay thì Cần Tử Long ra trận với Cần Black Hole và cái máy Sotiga ha. Ông này hôm nay âm thầm một mình mà quất hết mười mấy con luôn á, ghê thiệt. Wow, mấy con cá này to không thể tưởng tượng nổi đó nha. Mình cũng biết là mấy con cá bè bèo quịch rồi vậy á, GT nó bự lắm. Nhưng mà con mấy con cá bè lão này ít khi nào mà thấy nó bự như vậy. Các bạn nào mà coi cái video jigging của mình á, cũng biết là mình nói về cái chiếc chậm ha. Cái mục đích là mình bắt chước những con cá mà đang bị thương. Bởi vậy mình mới dùng mấy cái dây thật là nhỏ, mấy cái cần thật là mỏng manh ha, đánh cho cái chiếc nó bơi thật là chậm. Đặc biệt hôm nay thật là lạ nha, cái chiếc mà có nhiều action quá, nó không có ăn nha, mà mình chỉ cử động một chút xíu thôi à, để nó nằm ở dưới đáy á, thì nó lại nó táp liền à. Hôm nay nếu mà mình dùng giết nhanh hay là mình giết chậm giống như bình thường á, là đi về tay trắng chứ không có một con nào đâu. Hôm nay thì Cần Thủ Lenny sẽ ra trận với cái combo mới của ổng nha. Cái cần là Hardy Rise và cái máy của ổng là Chicken Master. Các bạn nào mà coi mấy cái video trước chắc cũng đoán được ông này là big Chicken Master fanboy ha. Từ cái cần câu đến cái máy áo quần, thậm chí cái quần lót cũng chơi luôn cái hiệu Chicken Master. Nó giỡn cho vui vậy thôi chứ nói về chicken thì ông Lenny có rất là nhiều kinh nghiệm, có nhiều nhất trong cái team này. Câu chung với ông mấy năm nay mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Alright, not killing any more of this.
Vô hàng, các bạn có thấy mình nhấp cái cần lên một chút xíu thôi à, mà nó ăn như vậy đó. Mà mình giết hơi mạnh một chút á là nó không có ăn đâu. Lạ dễ sợ luôn vậy đó. Bình thường á thì mình câu mấy cái jig khoảng 250g ha, nhưng mà hôm nay á dòng nước nó thật là êm nên mình đổi xuống 180g, rồi bây giờ xuống tới 150g cũng được nữa. Câu cái chiếc nhỏ thì mình đỡ mệt hơn, với lại mấy con cá bà lão này á, thì nó thích ăn mấy cái mồi nhỏ hơn. Wow, còn thử lông vô cá nữa, anh kéo hôm nay liên tục không biết bao nhiêu con rồi đó. Cái con cá này nó khác hơn con cá cam nhiều ha. Con cá cam thì nó cứ nhủi đầu nó xuống, nó cứ bơi xuống dưới. Con này nó mắc câu là nó chạy xa ra, nó chạy rồi xong nó chạy vô, nó chạy ngược lại. Nên mỗi lần dính một con là mình chạy từ lưa hết rồi. Qua bên này bên kia, hỗn loạn hết. Hôm nay ông câu được nhiều quá, giờ ông chảnh, quá chảnh đi à. Các bạn có thấy cái màu sắc con cá quá đẹp ha. Còn đàn giặc này thì mặc đen thùi lùi, đã vậy còn mặc nguyên một bộ đồ đen nữa, không có chút thẩm mỹ chút nào hết à. Mà thôi, cái phận nghèo đành phải chịu. Go, 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 go.
Wow, mấy con cá này to thiệt á nha. Thiệt là hôm nay chúng mánh rồi. Trời ơi, cái ổng kìa. Kéo nhiều quá cá rồi, giờ ổng mệt quá. Cầm cá lên chụp hình cũng cầm không nổi nữa. Cái chuyến này là mình nhớ lại cái chuyến câu cá ngừ năm vừa rồi cũng vậy đó, kéo liên tục, đặc biệt bao nhiêu là con cá ngừ kéo lên tàu. Chuyến đó đi thật là vui nhưng mà quá kiệt sức đi à. AP mayhem, everybody's on. Everybody else is planing out and you're just going straight up and down. Probably hit some belly. It's all right, take your time. He's right there. Let me get it. You ought to be done by now. It's yours. You're both. This is yours to the right, his is to the left. Yours better be big, that's all I can tell you. Take your time. Yeah, he's foul. See how he's circling on the belly. Yours is foul. Yours is coming in tail first. Các bạn có thấy cái dây leader nó quấn vô đuôi con cá không? Bởi vậy lúc mà mình nối cái dây leader á, mình lúc nào cũng làm nó dài khoảng 2 hay là gấp 3 con cá mình muốn câu. Mình làm ngắn quá, cái dây PE mà cạ vô con cá là nó đứt liền. Wow. Oh, that is a big mofo. Wow. Yep. Good call, Captain. Good call to come back. Hold it, man. What do you mean you can't hold it? Let's unhook him first. Oh, fuck. Holy shit. Hey, take a picture of me. Yeah. Not a juice. Yo, Fisher. Are we at the spot again? Oh, we did fine. Yeah. Very nice. Oh, don't reel. Don't set the hook, okay? Barely hit it. We had a big one. Tailwind coming in. Just let him go. Let him
straight line run. Yeah. Man, it looks like he's going to the front. Time bar. All right, I'll let you know. Just follow him up there. Just follow him up. They'll run out, and then they'll stop, and then they'll come back. Oh, come on. Bà ổng đang vô cá mà mình quay phim nhưng mà cũng ghiền câu nên cũng cần cái cần mà nhấp nhấp giờ vô cá nữa, cũng không biết làm sao để cái máy quay phim ở đâu nữa. Nói chung là cái chuyến đi này là quá tuyệt vời đi ạ. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà 4 anh em câu hơn 40 con luôn á. Mà như các bạn đã thấy, con nào cũng 15-20 kg không ạ. Tụi mình thì chỉ đem về một nửa, còn mấy con kia thì mình thả nó lại. Chuyến đi tới này thì team mình sẽ theo đuổi mấy con cá ngừ Blackfin Tuna. Mình cũng hy vọng là chuyến đó cũng được thành công như là chuyến này. Clip hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Mình thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Mình chúc các bạn nhiều sự vui vẻ và thành công trong mọi chuyện. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha.